Dạ vâng, shop xạ thủ PCB ba miền, em lại xin kính chào toàn thể các bác cùng toàn thể anh em đam mê PCB trên khắp mọi miền Tổ quốc. Lời đầu lại cho em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể các bác cùng toàn thể anh em đam mê PCB trên khắp mọi miền Tổ quốc có một sức khỏe dồi dào để theo đuổi niềm đam mê của mình nhé. Trên màn hình nhỏ của các bác hôm nay, em lại gửi bưu giới thiệu cho các bác, giới thiệu anh em một cây côn đồ thẳng dài, cấu hình tầm trung cho các bác, cho anh em. Và trung thế nào, khá thế nào thì trước khi vào giới thiệu sản phẩm thì cho em giới thiệu qua về cách thức giao dịch và mua bán bên shop em. Shop em có hai hình thức giao dịch và mua bán. Một là ship code COD toàn quốc, hai cộng gửi xe. Ship code COD thì các bác và anh em có thể đặt hàng và nhận hàng, đồng kiểm tra hàng, đúng sản phẩm mẫu, đúng mẫu mã của các bác của anh em thì các bác và anh em mới phải thanh toán. Không đúng hàng, không đúng mẫu mã của các bác của anh em thì các bác và anh em có thể hoàn hàng, gửi lại shop. Hàng thì bên em lúc nào cũng là uy tín và chất lượng giá rẻ để phục vụ các bác, phục vụ anh em nhiệt tình và tận tình chu đáo. Về phần COD thì một cây củ như này thì bên em có thể bóc tách ra làm 2 và 3 đơn lẻ gửi bưu cho các bác, gửi bưu cho anh em. Thì các bác và anh em nhận hàng, đồng kiểm tra hàng, đúng sản phẩm, đúng mẫu mã của các bác của anh em thì các bác và anh em mới phải thanh toán. Không đúng hàng, không đúng mẫu mã thì các bác và anh em có thể hoàn hàng, gửi lại shop. Hàng thì bên em lúc nào cũng là uy tín, chất lượng giá rẻ để phục vụ các bác, phục vụ anh em theo đuổi những cái niềm đam mê của mình, nên các bác và anh em yên tâm nhé. Một cây củi, mỗi một cây củi thì nó cấu hình khác nhau, nó muôn hình muôn vẻ, từ tầm trung đến tầm cao, nó tùy vào cấu hình nhé các bác nhé. Tùy theo túi tiền của các bác, tùy theo kinh tế của các bác của anh em thì các bác và anh em nhu cầu của các bác của anh em túi tiền tầm nào thì em có thể lắp ráp và căn chỉnh cho các bác, cho anh em đúng cái tầm tiền đó, nên các bác và anh em yên tâm nhé. Thứ hai, về phần gửi xe thì các bác và anh em được nhiều quyền lợi hơn, là bên em lắp ráp và căn chỉnh ok một cây củ như này và đi test, đi căn chỉnh, trả video cho các bác, trả video cho anh em thực tế, nên các bác và anh em yên tâm, không bao giờ có tình trạng lừa đảo xảy ra. Bên em làm ăn không bao giờ nói không mới lừa đảo, nên các bác và anh em yên tâm nhé. Gửi xe thì bên em gửi tất cả các tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam thân yêu của chúng ta, cũng như là 63 tỉnh thành, nên các bác và anh em yên tâm, cứ đường quốc lộ và đường tuyến huyện của các bác của anh em, các bác nhận hàng ở đâu phù hợp thì các bác báo nhà xe nhé, nên các bác và anh em yên tâm. Về một cây củ như này thì các bác và anh em đặt nguyên một cây củ thì cọc cạch cho em gọi là một vài trăm, gọi là cái tiền trách nhiệm, và cái tiền trách nhiệm đó em lại trừ vào cái đơn hàng của các bác của anh em, nên các bác và anh em yên tâm, không lừa lọc các bác 100-200 nghìn làm gì cả, đời cũng không giàu được, nên các bác và anh em yên tâm. Thì có gì inbox cho em qua số điện thoại đầu trang là 0823 835 477, em phục vụ các bác, phục vụ em nhiệt tình và tận tình chú đáo nhé các bác nhé. Về cây củi này và nó là cây thẳng dài, khung tròn nhé các bác nhé, và cấu hình tầm trung, và em đang cầm điện thoại thì em gọi là giới thiệu sơ qua cho các bác, cho anh em nhé, để các bác và anh em đang trong cái tình trạng mà tham khảo muốn một cây củi tốt nhất và giá rẻ nhất để có mà uy tín nhất nhé các bác nhé. Và một là bình, là bình nhôm 0,35 nhé các bác nhé, bình nhôm 0,35 đít bằng, bên em có cả đít tròn, đít tròn thì chênh nhau vài trăm, nên các bác và anh em tùy vào các bác, tùy anh em nhé. Và combo không có ruột tay cầm, là gỗ mun nuôi công, rất chỉ ok cho các bác nhé. Và cành là em đang sử dụng cành bên trong, nó là cành lô tha quay dưa tem vàng, hàng công ty và hàng đầy đầu và nhập tàu chính hãng nhé các bác nhé, rất chi là ok một cây tầm trung, nhưng mà lại dùng sử dụng cành lô tha tem vàng, rất chi ok nhé các bác nhé. Và giảm thanh là em lắp giảm thanh bút neo 3 khúc tiến lùi nhé các bác nhé, 3 khúc tiến lùi rất êm cho các bác, cho anh em. Và khung là khung vuông cho nhẹ nha các bác nhé. Còn khung tròn, khung vuông nó nặng hơn khung tròn một chút nha các bác nhé. Và quy là quy bọc đồng và tay kéo ly lốc nha các bác nhé. Rất chi ok, chống hàn dị cho các bác. Và con kính là con kính hàng siêu LED, hàng VTG, hàng Discovery, hàng 3-9x42 AOAC nha các bác nhé. Hỗ trợ các bác, hỗ trợ anh em đèn hồng tâm đi săn ban đêm và vỉ gài kẹo nha các bác nhé. Rất chi ok, siêu LED đang làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay nha các bác nhé. Rất chi ok một cây củi tầm trung như này nha các bác nhé. Thì em làm một cái video ngắn thì cuối video cho em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể các bác cùng toàn thể anh em đam mê PCB trên khắp mọi miền Tổ quốc có một sức khỏe dồi dào để theo đuổi niềm đam mê của mình nhé. Thì các bác và anh em theo dõi kênh thì cho em xin một đăng ký kênh và một like để em có động lực ra những video chất lượng hơn để phục vụ cho các bác, phục vụ anh em nhiệt tình và tận tình chu đáo. Bên thì cây củi này em báo giá công khai cho các bác luôn nhé, là 5.700.000 đồng nha các bác nhé. Trong khi đó em tặng cho các bác, tặng anh em là một hộp kẹo về các bác và anh em đi test củi nhé. Và đây em lắp cả laser thì các bác và anh em có thể kết con laser này nữa thì thêm cho em gọi là một tí nữa thôi nhé các bác nhé, nên các bác và anh em yên tâm. Thì bên em vẫn phục vụ các bác, phục vụ anh em đầy đủ tất cả linh phụ kiện rời lẻ của dòng PCB, ví dụ như Condo truyền thống FX, Beverly, giải bích, phục vụ các bác, phục vụ anh em nhiệt tình và tận tình chu đáo. Thì các bác và anh em chỉ việc nhấc máy lên và gọi điện trực tiếp qua số điện thoại đầu trang là 0823 835 477 và inbox Zalo cho em phục vụ các bác, phục vụ anh em nhiệt tình và tận tình chu đáo. Dạ vâng, cảm ơn các bác và hẹn anh em ở video tiếp theo nhé.